Bạn thực sự bằng bốn học nhé. Khi anh công càng như website video learning, đừng chạy chuẩn bị cho mấy đăng chuẩn bằng phụ ôn tập con nâng ca bằng pin những cách bậc cao pun phải chấm nô bảy trăm cho năm bạn. Rồi ao chấm một tập pun phải chấm nay bảy trăm cho năm. Nội dung video này cứ chỉ ca chạy chuẩn bị một nay bạn tập con nâng thà ta ở với ao chấm một tha chia chấm nay nay cả để phải chặt môn để ông lấy ao chấm một tha expand related to previous period bạn. Nước nông câu đáy cho bạc phun bà dân bà ca na chùm nay nay cả đây bà đi chát môn cát láng miền này tha chi chùm nay đai mình ai cắt con bàn ưu tố hoa cạn này bồng ôn miền chùm nay từ lơ này bàn marketing rồi chùm nay từ lơ rốt tập bá đại cát láng không chùm nam bì bòn đọc bằng buôn bàn hay dùng click record trong này từ lời advertising để mua thọ cả này mà được một phần là hay trong này advertising một phần là những cử chỉ trong này để cả lại không làm bị phần đọc và muốn bạn hay này cả này còn click record về chỉ expand nó đó cho làm bị phần mà pay bạn bạn còn tự chạy mở mình chỉ tới còn khi nào còn click record expand trong luôn một phần là để phần nâng trong này advertising cả sọc sọc được cắm bà sân bà ca na gần đây có record vị trí expand và không chạm bị bòn mà thấy đối với này chúng này những cư chia chúng này đã mình ai cắt con bàn thì bà đã ông lê ở một thằng nắn bị đặt thọ nắn bị đặt thì bỏ expand vậy ra mà những cư hàng phun đá mình được thu score vị trí expand thì để xa ra chúng này những cư chia chúng này đã cắt láng tam bị chạm môn bà là những cư cắt láng tam chạm môn đối với này cả na giờ bậc cao phun chạm bị bòn mà thấy chương trình này nên cứ dùng mình ai tổ tour score vị trí spin sập sàn bipon một phần bản thì hay tiết trong năm 12 bóng ôn là ta dùng bóng pin nhật của cặp bún à trong này nên dùng bóng pin nhật lại nè bạn hay và dân bạc na lúc nè bạn hoàn toàn subscribe channel YouTube video learning bạn bóng ôn ai chạy subscribe cả các bạn bạn bà này cứ trả rằng bấm pin cái bậc cao pun phải nộp 100 cho năm bạn thì gọi pun phải cho mình những để sao ta để cái bậc cao pun phải mình bao dương cứ miên tràn phê và tràn tầm bao bạn để này cứ dương bằng hai tay bẹp pon trong nái đại cát la vị cho năm môn bà này cái lại bà này bà này cứ nông y lê ở đậm muối bà y đậm muối bà này xong bơi giải thông như môn tích và đi đậm muối bạn lực nung y đậm muối dừng khơi những ọc này cứ nít chia chùm nái này cả đây bài chạy môn bạn và sân bài dương một bên cứ dương một bên lại này và lại những cứ chia chùm nái đây mình ai cắt con bàn và bạn nên dùng bình ý động mười lo hoa cạn lấy trăm pi pon làm bốn những click record vị trí spin mà dùng record vị trí chấm nái không trăm pi pon thấy mà pon là năng bản chứng một ổn đại pon làm á bà tại mình bên chưa mình bên pin đôi lá đấy bà dùng pin gì lưới không ai bà anh ta đang nhầm sơn mà tha đã tập bạn làm pon là hiện tại con rết chưa lưới không ai bà đang dùng pin lấy cái chọc hay video dưới cứ ban một hai chun bóng phố này pon năng đi kết bậc cao phun phải cho mình nhé dương một hai trăm bị pay thì mua lô đó pay mà đòi cho mình nâng bạn hơi dương nâng bậc hai chun bóng ôn group cho mình từng ở bạn mình đi tha đi kết bậc cao phun phải cho mình bây giờ hiện tại ở xong lúc để tạm đan bị tổ cao cao tiết bạn trong cơ xong ở con đài lúc để không tạm đan bị tổ lô đó mình cho bạn xong ở chun po xong nào lo